cô 12, tiên cô 12 là cô bé Tân An, 12 các cô tô nữ hậu giá đôi bên ông rõ ràng. Bác Phạm Hùng Binh lệnh ông bảy truyền, bác Phạm Hùng Binh kiệu rồng đón rước ông về Bảo Hà Tâu đối việc hoàng. Trấn Thủ Nghệ An Đức Hoàng 10, Trấn Thủ Nghệ An về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày.